Đồi mồi khiến bạn tự ti trong giao tiếp và trong cuộc sống. Trong video clip này, bác sĩ Nhung sẽ bật mí 3 phương pháp đánh bay đồi mồi siêu hiệu quả tại phòng khám hoặc là bệnh viện da liễu. Đối với tình trạng đồi mồi, đó là những đốm nâu có màu đen nè, màu nâu hoặc là màu xanh xám, có kích thước từ 5 cho đến 10mm và chúng thường xuất hiện ở những vùng phơi bày ánh nắng như là mặt nè, cổ nè, tay nè hoặc là lưng. Đối với tình trạng đồi mồi, bác sĩ Nhung đã có một clip chi tiết tại sao bị đồi mồi là như thế nào và những thói quen sinh hoạt tại nhà giúp bạn ngăn chặn tình trạng đồi mồi cũng như là điều trị tình trạng đồi mồi một cách hiệu quả. Phương pháp đầu tiên giúp đánh bay tình trạng đồi mồi nhanh chóng và hiệu quả đó là laser Anisac. Đối với máy laser Anisac sẽ thường có thiết kế là hai bước sóng, đó là 1064 nanomet và 532 nanomet. Với tình trạng đồi mồi, đa số các bác sĩ sẽ lựa chọn bước sóng là 532 nanomet. Khi bắn tia laser 532 nanomet vô những cái đốm đồi mồi thì sẽ hình thành những cái đốm nó đen hơn, sạm hơn. Sau khoảng 2-3 ngày thì đốm đồi mồi sẽ bong đi lớp vảy bên ngoài để lộ một lớp da sáng mịn màng ở phía dưới. Đối với tình trạng đồi mồi, thường các bác sĩ sẽ chỉ định cho bạn một liệu trình kéo dài khoảng 2 đến 3 lần và mỗi lần cách nhau khoảng 3 đến 4 tuần. Thường sau 3 lần thì các bạn sẽ thấy tình trạng đồi mồi của mình cải thiện khoảng 70 đến 80%. Đối với tình trạng đồi mồi thì một liệu trình laser Anisac sẽ có chi phí khoảng 1 triệu cho đến 5 triệu tùy thuộc vào mức độ nặng cũng như là diện tích của đồi mồi. Phương pháp thứ hai giúp đánh bay đồi mồi nhanh chóng và siêu hiệu quả đó là phương pháp laser fractional CO2. Đây là laser phân đoạn hay gọi là laser bóc tách. Khi các bạn được chỉ định liệu trình này thì thường các bạn cũng phải đi từ 2 cho đến 3 lần. Đối với phương pháp laser CO2 fractional thì các bác sĩ sẽ sử dụng bức sóng đó là 10.600. Những tia laser CO2 sẽ tác động vô đốm nâu, đốm đồi mồi, giúp phá vỡ những tế bào sắc tố, phá vỡ những tế bào đen, từ đó loại bỏ tình trạng đồi mồi của các bạn nhanh chóng và hiệu quả. Và đối với liệu pháp laser CO2 fractional thì các bạn cũng phải đi từ 2 cho đến 3 lần và mỗi lần sẽ cách nhau khoảng 3 cho đến 4 tuần. Với liệu trình này, bác sĩ Nhung khuyên các bạn nên phối hợp với liệu pháp bôi toa tại nhà. Những sản phẩm được kê toa cho tình trạng đồi mồi để bôi toa tại nhà có thể là retinol nè, hydroquinone nè hoặc glycolic. Khi chúng ta phối hợp giữa phương pháp bôi toa tại nhà và phương pháp điều trị chuyên sâu đó là laser CO2 fractional tại phòng khám thì kết quả điều trị sẽ nhanh chóng và tối ưu hơn. Giá cả cho một lần điều trị laser CO2 fractional cũng dao động từ 1 cho đến 3 triệu tùy thuộc vào mức độ nặng cũng như là diện tích sang thương đồi mồi của các bạn. Và liệu pháp thứ 3 siêu hiệu quả cho tình trạng đồi mồi đó là liệu pháp chemical peel. Ở những cơ sở mà không có phương pháp công nghệ cao laser là laser Anisac hoặc là laser CO2 fractional thì thường các bác sĩ sẽ chỉ định cho các bạn chemical peel. Thì chemical peel là gì? Đây là một phương pháp sử dụng hoạt chất AHA hay gọi là acid glycolic có nồng độ cao từ 50 cho đến 70% giúp loại bỏ những tế bào sắc tố, những tế bào đồi mồi nằm nông trên bề mặt, từ đó trả lại cho bạn một làn da sáng đều màu và đẹp hơn. Đối với liệu pháp chemical peel thì mọi người cũng được chỉ định từ 3 cho đến 4 lần. Sau 3 đến 4 lần thì thường kết quả các bạn sẽ nhận được khoảng 60 cho đến 80%. Với liệu pháp chemical peel thì bác sĩ Nhung khuyên mọi người cũng nên phối hợp với phương pháp bôi tại nhà, đó là những cái hoạt chất như là hydroquinone nè, retinol hoặc là acid glycolic nồng độ nhẹ hơn. Còn acid glycolic mà sử dụng tại nhà thì mọi người có thể sử dụng nồng độ từ 10 cho đến 15% thôi. Giá cả của một lần chemical peel cũng dao động từ 1 cho đến 2 triệu tùy thuộc vào độ nặng của sang thương cũng như là diện tích của sang thương. Trên đây là 3 liệu pháp đánh bay tình trạng đồi mồi nhanh chóng và hiệu quả. Mọi người có thể tham khảo tùy tình trạng bệnh lý của mình mà bác sĩ sẽ kê cho các bạn liệu pháp phù hợp. Sau những liệu pháp công nghệ cao và những liệu pháp điều trị chuyên sâu, thường các bạn sẽ phải có một chế độ chăm sóc da rất là nghiêm ngặt. Mọi người nên thêm những hoạt chất như là tế bào gốc nè, hoặc là vitamin B5 nè, hoặc là tinh chất rau má. Đây là những thành phần giúp da phục hồi tốt hơn. Khi da bạn khỏe hơn thì tình trạng đốm nâu sẽ nhanh được loại bỏ. Chống nắng rất là quan trọng, mọi người phải chống nắng tuyệt đối. Nếu mọi người không có một chế độ chống nắng tốt thì dường như tình trạng đồi mồi nó sẽ nhanh bị tái phát hoặc là hình thành những đốm đồi mồi mới. Khi điều trị sau 3 ngày thì mọi người nên dùng kem chống nắng ngày 2 cho đến 3 lần để tăng bảo vệ vùng da điều trị.
Và trong 3 ngày đầu thì chúng ta không bôi được kem chống nắng thì chúng ta sẽ dùng gì? Các bạn có thể dùng viên uống chống nắng thay thế trong 3 ngày đầu ha. Hy vọng những thông tin chia sẻ của bác sĩ Nhung hôm nay sẽ giúp ích được cho các bạn, giúp các bạn có thể lựa chọn cho mình một phương pháp điều trị đồi mồi chuyên sâu, giúp mình có thể đánh bay tình trạng đồi mồi chỉ trong 1 cho đến 3 lần điều trị. Nếu các bạn thấy video clip hay và hữu ích cho bản thân mình, đừng quên like, share. Và đặc biệt, các bạn nào đang bị tình trạng đồi mồi, có những câu hỏi, thắc mắc liên quan đến tình trạng đồi mồi hoặc muốn bác sĩ Nhung tư vấn cá nhân hóa thì các bạn có thể comment xuống dưới phần bình luận. Khi bác Nhung thấy, bác sĩ Nhung sẽ trả lời mọi người một cách nhanh chóng nhất. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vô dấu đăng ký. Và đặc biệt phải nhớ nhấn vô dấu quả chuông để khi bác sĩ Nhung ra những video clip mới, mọi người sẽ không bị bỏ lỡ ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo.